Xin chào anh em, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Duy Ventura ha. Hôm nay mình có một cái chủ đề rất là hay, muốn chia sẻ với anh em, đó chính là mình muốn đưa anh em đi tham quan một vòng khu mình ở. Theo Caric hay nói là khu tàu sống đó. Thì mình đang ở Vinhome Grand Park, mình đang ở một cái khu gọi là đô thị mới của quận 9. Và mình đang muốn đưa anh em đi tham quan vòng quanh khu này để xem khu Vinhome Grand Park nó có gì hay ha. Thì là ok, let's go thôi. Ok nào, bây giờ mình cùng nhau mình cùng đi khám phá cái Vinhome Grand Park này nha. Thực sự là mình chỉ đi những cái khu vực người ta đã xây dựng rồi thôi, còn những khu vực người ta chưa xây xong thì mình không có vô được. Hiện tại khu này cũng đang ngày 27 Tết rồi, cho nên nó cũng vắng và đường ở đây dân cư qua vẫn chưa quá đông, cho nên mình có thể mình lái xe một tay. Nhưng mà anh em coi clip thì đừng bắt chước mình nha, cái việc này nó rất là nguy hiểm. Nếu mà anh em đang muốn ai quay anh em lái thì hãy nên nhờ một người bạn. Như hôm nay mình có thể mình demo một tay luôn ha. Nào mình cùng lên đường thôi, let's go. Trước mắt các bạn đang là khu Vinhome Grand Park và khu S5. Và đây là chiếc xe của mình, lên đường thôi. Ây da, NVX nè, có smart key nè, không cần chìa khóa nè, lái xe một tay nè, bao dơ luôn. Đi thôi. Để mình chỉnh góc cam cao lên một xíu để mình thấy toàn cảnh hơn. Đây là khu Origami vẫn còn đang xây dựng. Xa xa đằng trước là khu The Manhattan, khu biệt thự. Và hôm nay mình sẽ tiến vô cái khu mà đã xây dựng xong, đó chính là khu Rainbow. Ngay cả khu mà mình đang ở luôn đó, khu Rainbow. Qua đây trước đi. Lái xe một tay cũng hơi ghê anh em ơi, tuy ngoài đường cũng vắng đó. Như anh em cô dì chú bác có thể thấy là cái khu này mình bảo vệ kìa, khu này bảo vệ nghiêm ngặt lắm nha. Đã chưa thấy chưa, sao trên video nó nhỏ nhỉ. Đằng trước là khu Origami S3 S2 S1. Rất là rộng. Hôm nay thì trời nó hơi sương một chút xíu, cho nên cái việc mình đi quay cái này nó cũng không là quá đẹp. Lát nữa ghép cái video đẹp cho coi hết hồn liền. Đi nhanh một phíu. Đó, cái đường đằng trước nó rất là dài. Đường đi từ đường Nguyễn Xiển đi vô nè. Rồi mình đi với tốc độ 60 km/h vẫn chưa có hết được khu luôn á. Quá dài, quá rộng, quá to. Đây là cái khu S1, cái khu mình đang ở. Thì trước mắt có thể thấy là cái tòa S105 nè. Và cái tòa S106, mình ở cái tòa S103. Ôi, xe Ford kìa, quành vô cái. Đó, nghe không? Công viên, công trung tâm không? Cái khu này cũng có công viên, mát mẻ cực kỳ. Xuống chơi thể dục thể thao, đá banh, đá cầu, sướng lắm. Đây là trong nội bộ khu. Đây là S106. Còn đây là khu S2. S2 và S3 chung một khu. Cũng có công viên trung tâm, cho công viên trung tâm trẻ em xuống chơi hàng ngày luôn á. Sướng gì đâu. Đó, to quá trời đất. Sảnh S201 nè. Đây là sảnh S1. Đường này giới hạn có 30 km/h thôi. Đi chậm chậm cho nó chắc. Đó, đây là một cái đường mà liên kết với cái dãy khu người dân ở bên cạnh. Đây S107. Đó. Kéo cái camera lên cao cao xíu nè.
rất là sướng, rất là đã, chỗ nó rộng. Đi bộ là một cây số luôn chứ ít đâu. Xà đếm 101 nè. Ở dưới bắt đầu có shop house, tao về tao bán đồ ăn này nha. Quá trời luôn á. Mua nệm, mua màn, mua cửa, đầy. Về khu này xuống dưới mua sắm luôn, lên ở. Lên chỉ có việc ở thôi. Đây, và đây là khu S1 của mình đang ở trên đường Nguyễn Xiển nha. S102 nè, sao đến tài của mình rồi. Chắc anh em nghe thì cũng tiếng gió lắm. Đây, tài S103. Cái tài này mình đang ở. Đấy, cái tài này nè, tài này trước mặt luôn nè. Đấy, để vô sẵn luôn. Đây là xã S103 nha. Trời ơi, ấy nhà mình về là về đây này. Thôi, quán đó thôi. Công viên người ta đang tập thể dục, không nên quay. Quay người ta đã không tập được, đổ lỗi cho mình cổ. Rồi, thể theo nguyện vọng của mọi người, hôm nay mình sẽ đi lại thêm một cái vòng nữa, đánh thêm một vòng nữa, coi cho nó sướng mắt. Lái một tay này căng thẳng quá. Ở đây người ta đang ngày 27 Tết rồi, người ta làm cái cổng này từ ngày 20 Tết rồi, người ta làm cái cổng. Cổng đón xuân nè, Vinhome Grand Park. Chúc mừng năm mới 2021. Ở bên trong quả dưa hấu, mấy quả dưa hấu là mấy cái trang trí nó đẹp quá ha. Đẹp quá chừng luôn. Cảm giác khi bước về nhà thì chào mừng nó cũng vui lắm. Khi mà mình đi về đó. Đó, bảo vệ căn phòng cẩn mật ở đây, không có sợ cướp bóc gì hết trơn. Sướng. Đó, đi ngược lại con đường hồi nãy. Con đường hồi nãy mình đi ra là con đường này luôn nè. Đó, bây giờ mình đi ngược lại là mình sẽ thấy được cái khu mà người ta đang xây đó. Đó, đằng trước nè. Đây là cái khu S2 nè. Đó, khu S2 này rất là lớn. S2 và S3 liền kề nhau, nó nhìn xa xa hơi khó phân biệt. Đó, còn đằng trước. Đằng trước này đang là cái khu của Origami. Khu này khu hạng hơi sang sang ở trong đây. Giá căn hộ nghe khoai lắm nha. Từ 1.5 tỷ đến 4 tỷ mấy, 5 tỷ đó. Căng lắm á, ở nó toàn đẳng cấp không. Về đây cũng được mấy anh em tư vấn cho mấy căn hộ giá tốt ở thuê trọ. Nói chung là ở thuê lâu dài, giá mình thuê có 3 triệu mấy, tốt quá trời. Về giá này thì sinh viên, người đi làm vô ở nó quá hợp lý đi. Vô ở mát, tiện nghi, tiện ích đầy, xài thì thu luôn. Đây có một cái dòng sông nhân tạo, mát mẻ không, quá sướng. Chung coi gọi là chung cư nhưng mà đây thì nó toàn là vườn cây không à, cho nên cái việc mà mình đi xuống dưới mình giải lao mình chơi thì nó rất là thoải mái, không phải là vấn đề. Đây, không biết trên clip mọi người nhìn rõ là dưa cao lên. Để mình dưa cao lên nha. Đó, mọi người thấy khu Origami người ta xây dựng sướng không? To, rộng rãi. Không gian nó đẳng cấp hơn cái khu Rainbow mới đi ngang luôn đó. Mà giá tiền lao động thêm mấy năm nữa mua căn trong này ở sướng quá trời, nhìn biết ước. Quá sướng, bảo vệ khắp nơi. Ở đây là kết thúc khu Rainbow, đây là khu S5 đó, khu này khu S5 nè, có sân chơi cái thứ S5 nè. Phía bên trái S5 thì có một cái chữ Rainbow rất là lớn. Rainbow, khu cầu vồng. Ôi yeah. Quay quá trời quay 8 phút luôn rồi. Chắc mọi người quay cái này coi cũng không hết đâu. Nên đi qua coi trực tiếp sướng hơn à. Ôi, đi thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha. Khi nào qua khu này mà cà phê thì nhớ alo em nha, em mời cà phê chơi vui, giao lưu. Coi trong khu này có gì hay hay thì mình chia sẻ. Đây là khu chơi thể thao người ta nè.
Để mình đi hết con đường đi rồi mình chào lại. Quá đã, quá mát luôn nè. Nhìn con đường nè, cây dừa hai bên đường nè, hồ nước ở giữa nè, nhìn là thấy thê rồi, sướng. Cuối tuần ra mắt võng ngủ mà không được mắt võng, tao không cho đâu. Con đường này đen là đi về khu Rainbow lại đó, khu đường ngay chính giữa. Đi chậm chậm cho mọi người cùng xem. Đi nhanh gió lắm. Nó như S302 kìa. Còn cái khu đất trống này sau này người ta xây trường học nha. Trời ơi, cho con đi học ở đây cũng phải đại gia lắm chứ không phải đùa đâu. Vin mà. Ok, về tới cái S1 rồi. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Qua đây mà có dịp cà phê thì anh em ngồi cà phê cho nó vui nha. Hẹn gặp lại mọi người. Hello. Anh em, goodbye. Hy vọng cái chuyến hành trình vừa rồi không có mất nhiều thời gian của anh em. Mình đã dẫn anh em đi một vòng xung quanh rồi. Có thể là mình vừa đi mình vừa lái, nó hơi có loạn choạng một chút xíu. Nhưng mà nhìn cũng tổng thể hết tất cả các khu. Mình có một vài đoạn video flycam muốn chia sẻ đến anh em trong clip thì sau khi anh em xem thì thấy hay hay thì nhiều khi qua đây khu này ở với mình giá thuê cực rẻ luôn anh em. Đâu đó tầm 3 triệu một căn à. Ở sướng quá trời quá đất luôn. Qua khu này ở căng hơn cả căn hộ cao cấp ở trong thành phố nữa. Ra đây ở đúng mát luôn á. Một ngày đi làm có 1 tiếng đồng hồ thôi nhưng không sao đâu. Vô đây ở đi, vui lắm. Em đang ở trong đây nè. Nếu mà có nhu cầu muốn tìm hiểu kết nối thì em qua đây em giới thiệu cho một vài căn rất là đẹp. Đi tham quan, đi qua đây chơi đi, đi thử một lần cho biết. Rồi mình quyết định. Nhiều khi qua đây ở mình thấy cái cuộc sống mình nó tốt hơn á. Em thấy là không khí trong này nó thoáng đãng. Và sắp tới là người dân, rồi anh em, bạn bè, rồi rất là nhiều người quen của mình cũng vô đây ở thì khu này là một khu đáng để sống đó. Trong tương lai, trong vòng một vài năm nữa, từ năm nay cho tới năm nay 2021 nè, qua đến năm 2025 nhiều khi là full đó, full chỗ luôn đấy. Khu này rất là ok ha. Nếu mọi người thấy khu này hay thì đừng có quên để lại cho em một like, một subscribe kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Duy Ventura nha.